giai điệu thiên thần. Đây là một giai điệu mà tuyên bố về sự giáng sinh, sinh ra của một hài nhi, nhưng mà cũng tuyên bố về mối liên hệ mật thiết là Cha đời đời đã đến nơi trần gian để cứu rỗi chúng ta và cho chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời. So then we worship and we celebrate as the angels celebrate that evening when Jesus Christ came, singing about how Jesus Christ came to reconcile the world to God. And this is the virtual choir that we have prepared for you. Let us listen, let us brought into worship through its lyrics, remembering what Jesus, what God has done through Jesus Christ. Chúng ta lắng lòng nghe bài hát này và sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện. Kết thúc. Let us worship with the virtual choir song that has been prepared beforehand. Thank you.